Cái phèo lên luộc lên nhìn đã quá ha. Thái gia này. Này là phèo thái gia. Chính xác thái gia này. Cái này mua là 270 một ký, dạ. Mua sống. Hôm bữa em đi ăn cháo lòng có cái quán cháo lòng nó bán phèo thái gia này mà mắc lắm. Mà khách đông lắm. Thái gia đắt rồi, đâu có ăn được rồi. Khách đông lắm. Rồi, mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì hôm bữa thì Kinh có nghe xem ở trên mạng á, thì dạo gần đây thì thấy một cái mẹt lòng heo của một anh trai anh bán gọi là nó rất là hot và gọi là rất là hút khách ở Sài Gòn nhé. Thì hôm nay thì Kinh có gọi điện cho anh và Kinh đến đây thì Kinh mới gặp anh và Kinh xin quay cho quý vị xem cái quy trình anh làm những món lòng heo này, rồi heo này. Và tất cả cái quy trình anh làm để quay lại chia sẻ với quý vị nhé. Thì hiện tại Kinh đang có mặt ở ngay cái chỗ nhà anh này. Cái này giờ anh đang làm dồi đúng không? Rồi đúng rồi. Đây là cái nước móng. Nằm dồi nha quý vị, đây cái này. Lòng cái này là dồi này, chuẩn bị anh dồi, nằm dồi này. Hôm nay Kiên đi sớm vào buổi sáng đó quý vị. Mình quay cho quý vị xem những cái quy trình anh làm nhé. Buổi chiều 3 giờ, bắt đầu 3 giờ, 3 rưỡi anh mới bán. Người ta nhồi là đánh đông nhưng mình nhồi cái đó là không bao giờ ngon được. Mình nhồi trực tiếp như vậy thôi. Thì nó được nước nó vào hết trong này luôn. Dạ. Chứ như người ta là đánh đông vào thau, người ta bóc vào. Người ta là đánh đông cả vào đây này, em thấy là thường đánh đông cả. Cái đồ đóng được tắt, phá cái đồ nó đất rồi. Dạ. Mà mình lấy huyết quen rồi là cái đúng độ nó đông lại, đông trực tiếp chỗ này luôn. Khấu vui bắt mình cũng đinh nữa. Cái này là phải sáng anh phải đi ra lò luôn. Đi ra lò mấy giờ ấy? 2 giờ bắt đầu đi. 2 giờ sáng bắt đầu ra lò. 2 giờ đi nè. Mình lấy thịt nóng, cái đồ nóng luôn không anh? Tập đồ mới hết, không được có cái đồ cũ. Dạ. Thì cái này làm đồ cũ không được, nó đen lắm, nó đen mà nhìn nó mà nào hôi không thể làm được. Dạ. Thế mấy cái đồ này là phải lấy trực tiếp đấy, mổ phát là mang về đó, làm sạch đó. Làm một mớ chứ nò đấy. Cái dồi này trong này thì có những loại lá gì anh? Nó có hành, ngò. Mấy cái đồ tử của mình lựa cũng có biết lựa, ăn nó rất dai mà nó mỏng. Dạ. Cái này là gì? Cái này nhìn bao tử này nó dày to luôn, to mà dày. To mà dày ha. Vì mình lựa từng cái một đó. Xem anh nhé, trong cái nước sôi ở trong nước này là có gừng đúng không? Gừng hành. Gừng hành. Đấy. Chơi một đêm đấy. Anh bỏ cái này anh khoảng bao nhiêu cái bao tử vậy ta? Đây là 6 cái. 6 cái. Là một ngày vậy anh lấy khoảng khoảng chục cái hả? Không, thì là rơi vào mỗi thứ một tí. Một thứ một ít ha. Cái này là đắt nhất. Cái này là dồi trường luôn. Cái này nó 320kg sống đấy. Được rất giòn mà ngon. 321kg sống. Còn 9 là bao nhiêu ký anh? 9 nó chắc còn được 7 lạng. Và hao đi. Còn 7 lạng thôi. Để anh được cái dồi trường với lại bảo tử này trước. Cứ từng món một. Dạ. Này được phải 20 phút thì nó mới... Cái này 20 phút là bớt ra. Bớt ra ngâm mà nước sôi để chưa. Cái dồi trường ăn cái này giòn thì mình luộc nó đúng độ của nó thì ăn nó ngon. Có phải ngâm nước đá không anh? Không, ngâm nước đá người ta nói chứ mình chỉ nước sôi cho ít muối tí chanh là được. Em thấy là nhiều người bảo đá ăn đau bụng đá chứ mình làm hay sao chứ. Dạ. Mà đá nói chung người ta nói vậy chứ mình luộc chẳng cái gì, nếu tí vào ăn cứ ăn thử rất giòn là ngon. Dạ, tại vì người ta bảo luộc mà không ngâm nước đá là không giòn. Quan trọng luộc là khỏi cần ngâm nước đá nó vẫn giòn đúng không? Quan trọng là cái đồ tươi, nó quan trọng là đồ tươi. Đây quý vị ơi, rồi anh mới vừa mới làm xong này, để anh cho lên luộc nhé. Cái này mình luộc trong vòng bao lâu anh? Chắc nó nếu mà nước sôi lên là mình nhỏ nửa đi. Dạ. Là mình phải xâm cho nó khỏi hết khỏi bể là tầm 5 phút là chết là chín. 5 phút là chín nhanh ha. Chín nhanh. Nó biết với lâu không mà. Dạ. 5 phút thì nhưng mà con trọng thì đốt cho nên mình nhỏ lửa nó không đâu đó. Dạ. Này mà căng lửa phát là nó nổ ra.
ăn à. Đây là hai nồi. Hai nồi mới hết được. Đây giờ anh rửa cái này là làm non rồi quý vị. Dày cộp nữa. Sạch rồi bắt đầu anh đưa lên anh luộc ạ. Bếp bao tử ra này. Đâm được cái sột cái là chín. Đấy, chín rồi đúng không anh? Chín rồi. Wow. Cứ đâm được cái sột cái là được. Giờ là nó nhìn thấy nó bự rồi. Nó ngâm nước là nó nở như bỏ vào nước đá là không nó săn lại. À nó săn lại. Cái này không ngâm nước không được, phải ngâm nước. Rồi. Em thích ăn nhất là cái bao tử đấy. Rồi, bao tử ngon nhất. Ăn giòn. Cái này nó bao nhiêu ký nhỉ? Cái này là 200 ngàn. 200 ngàn ký. À, này, còn nếu mà mua nó rẻ hơn có nhưng mà nó bắt lấy xô nhưng mình phải lựa từng cái một, lấy đắt một tí. À. À, thơm quá, anh luộc một cái nước gừng á, xả. Xả thơm quá. Gừng xả với hay lại thêm thêm hành tây nữa. Rất là thơm luôn quý vị. Bỏ ngâm nước này, nước vệ chanh ha. À, nước luộc nấu nước nóng á, nước nóng để nguội. Nước nóng để nguội sau đó là mình cho muối chanh, vô. Trắng mới đẹp. Đấy, ngâm này là nó giòn, nó trắng. Thấy cái quy trình của anh làm rất là công phu, làm từng bước một, không phải luộc một lúc đâu, luộc thì luộc từng cái một, luộc từng loại một. Đấy. Cho lòng non vào luộc này. Lòng non luộc riêng. Luộc riêng. Này 9 ký đấy, 9 ký này. Này đã làm sạch. Này anh dậy từ lúc 2 giờ sáng rồi nha. Dậy lúc 2 giờ sáng làm sạch sẽ rồi bắt đầu luộc quý vị. Mình vuốt sạch nên nó nhìn nó vậy, nhờ tím luộc lên nó rất đẹp. Dạ. Thế là thì mình sợ nó rơi giấy thì mình vuốt sạch đi, nhìn nó hơi beo beo rồi. Dạ. Nên nó là non luộc lên thì rất ngon. Luộc lên nhìn màu đẹp liền. Để ngoài. Bỏ vô nó xăng là nhìn nó đã đẹp rồi. Bây giờ xăng lại trắng lại rồi. Xăng nó trắng. Nhìn nó đẹp. Cái này mình phải vuốt sạch sẽ đi chứ đâu có để được. Dạ. Nên luộc phát là nó ra nó dày lại ngon lại. Hôm nay anh làm bao nhiêu ký anh? À, cái này không để 9 ký, 9 ký này không 9 ký nhưng mà tổng các tổng loại nó phải 60 ký. 60 ký. Mà luộc đi chắc còn 4 mấy ký. À. Bị hao hụt mất 20 ký. Xăm chọc nó ra này. Chọc nó ra là nó bắn ra này. Cũng xăm là nó nổ quá anh. Này anh xăm là lỗ nhỏ nhỏ. Đấy, thế là cái công quy trình mà luộc lòng nó vất vả lắm. Đơn giản lắm. Này phải cho nhỏ nửa đi, nó căng nửa nó nổ nửa. Dạ. Là công cốc luôn đấy. Dìu dìu á. Này luộc cái này mấy mẻ luôn nha quý vị. Luộc 2 mẻ mới xong được cái dồi này. Cái này mình luộc mình có cái bí quyết gì không anh? Không, mình nói chung là nước sôi lên để thật sôi mình thả vào. Yeah. Thả vào là đánh mình căn cho nó đến lúc nó sôi đấy mình phải xâm cho ra hết nó nổ ra. Nên là đậy vung lại lúc là nó chín. Yeah. Chín là mình xâm phát ra nước trong vắt. Yeah. Là nó chín. Cái nước này mình để nấu cháo lòng thôi. Đúng rồi, nước này nấu cháo lòng. Đúng rồi, nước vừa được xương đầu. Đây là nước luộc tim vào đây nữa, rất nhiều. Nước này nấu cháo ngọt. Thì nó cả mấy chục ký mà đâu phải một ký. Dạ. Người ta mua có chút xíu người ta nấu cháo nhưng mình đây đã ngon rồi nên mình phát một mấy chục ký rồi. Dạ. Nó bắn ghê không? À, bắn. Rồi mình cho to này rồi xâm nó hết rồi. Đậy vung này tầm 5 phút đã chín. À, chín này vớt ra này. Vớt ra làm lại nữa. Dạ.
cái ninh này thì nó nâu chín, cái yeah. kia thì nâu, cái kia nó nhỏ rất nhanh. Cái này là cái ở bên dưới á? Bên dưới, cái cuống của nó. Gọi là cái khấu gì? Đuôi. Khấu đuôi, à gọi là cái khấu đuôi. Để luôn. Đây là gần chín rồi ha. Gần lúc đã chín. Nhìn rồi rất là đẹp quý vị ạ. Thơm á, thơm mùi lá, mùi lá. Đây quý vị, sau khi mà anh ngâm nước nước sôi để nguội với lại chanh với lại muối xong thì anh bỏ vào trong cái bịch để lát nữa đem ra ngoài để bán này. Nó thơm mà cái nước này, nó thơm mà quý vị ơi. Cái này cái bao tử này không bao giờ không. Bao tử nhìn chất lượng mà. Cái này anh ấy thức dậy từ 2 giờ sáng làm cái một lượn từng cái một. Đi ra lò lượn từng cái một luôn anh. Đúng rồi. Bỏ heo xong là mình lượn cái nào là mình làm sạch luôn. Dạ. Để một ngày anh ngủ buổi chiều thì anh ngủ à mấy tiếng à. Nói chung là quen. Làm biết là quen. Mình đi trễ chút nhưng mà nó không có đồ ngon được. Dạ, đây là này vô trường này quý vị. Đắt nhất con heo. Cái này là một cái này là dụ mình cân lên là bao nhiêu lạng? 200 ngàn cái ký. Này giá là nó là 201 201. À một cái một là 201. Còn một ký của nó đây là một ký mấy. À. Ký mấy là gần 500 ngàn, 500 vô trường quý vị. Loại to không ngon, phải loại đúng cái loại này ăn nó giòn. Dạ. Cái to quá nó giòn và bé quá nó không ngon. À. Là nó vừa tầm đó. Ăn nó ngon. Đây, anh đóng vô bịch, anh bỏ vô cái thùng, lát nó đem ra ngoài xếp ở ngoài cái mẹt rồi. Cột chặt cho nó đỡ nó đen. Dạ, cột chặt cho nó vẫn giữ được độ nóng, không có gió. Nó còn rất là nóng nha. Đây, cái này là rồi là chín rồi, anh này vớt ra là quý vị ơi. Nãy giờ hai anh em cứ hì hục đợi từng công đoạn một quay cho quý vị xem. Đôi này thì cũng nên nhìn hơi to nhá, để chút là nó đẹp lại. Để chút là nó sẽ nó săn lại, nó săn lại. Còn nữa. Còn nữa. Thơm quá. Rất là thơm luôn. Bây giờ anh cứ luộc từng mẻ mẻ một, đến lúc mà 3:30 anh ra bán là toàn là đồ nóng không nha quý vị. Cái nước này lát nấu cháo lòng ngọt lắm à. Cái này mới là mẻ đầu thôi nhá, còn một mẻ nữa. Đây vậy, cho vào nước này. Để nó săn lại. Một dây này là bán bao nhiêu nhỉ? À không, cái này thì bán chung tất cả. À bán chung. Bán chung ai ăn riêng thì bán cũng 150 đấy. À. Một tí. Yeah. À, anh luộc mẻ hai đây quý vị ạ. Phải luộc từng, không có cái nồi bự anh nhỉ? Cái nồi bự luộc nó cũng không thể dâm hết được. À. Mà nó sẽ bị bục vào cái. Sẽ bị bục. À. Luộc ít một. Nên phải luộc từng mẻ một. Nếu mà luộc nồi bự là nó sẽ... Nó sẽ bị có cái nổ. À, có không cái thể... nổ. Nó tại vì nằm bên dưới. Đúng rồi, nằm dưới nó không đặt lên. Nên là phải luộc từng mẻ một nhé.
Đây quý vị ơi, anh đang làm rau này. Cái này là rau đã được làm sạch sẽ rồi. Ở đây có những loại rau gì anh nhỉ? Tất cả nhiều, rồi nó rất nhiều loại. Ngò gai này. Ngò gai, tiết tô, trứng quế. Trứng quế. Cái này rau kinh giới. Kinh giới. Cái này lá húng đủi ngon. À, húng đủi nhá. Anh làm nói chung là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rửa sạch sẽ để ra bán là mình mọi người chỉ đem về ăn thôi. Không cần phải rửa lại nhé. Cái chín sáng là rửa một lần thì nó tươi cũng đạt rửa luôn. Cứ để chín sáng chưa là nó héo liền. Mình tơ lại làm rửa rồi. Tươi ngon, ngọt tươi luôn. Đây, lấy chợ vườn đó, vườn có mấy ông bạn ở trên Hóc Môn đấy. Cái nó heo trên Hóc Môn luôn rồi. Cái này lấy trên vườn luôn. Mấy ông hấp rồi đấy. Này, ta đem tới đây luôn nhỉ. Hắn cũng làm ở trong đó, cho em biết. Là tao trồng đầy rau. Nó heo chuyển lên pha đó, nó mãi chuyển hóc môn. Độc lúa với này, trồng rau trồng đậu. Những nghề này kỳ công rồi nhỉ. Làm nó cũng là tỉ mỉ. Mình không bao giờ hai cái này khách hàng ta này ta tê liền. Thì rau rồi đồ nói chung là nhiều đồ lắm, chứ này một thứ. Làm những người thích đêm dậy sớm này, phải tùy từng người. Cực lắm, nó không vất vả cái lắm thôi, nhưng mà nó cứ công việc cứ đều đều, nó cứ tàn tàn rồi cả ngày rồi. Em bảo mọi tính đi ra lò lấy heo cái anh mà thấy ngủ gọi là tức mắt luôn. À đây đông lắm vào đấy. Cho rau vào trong túi ấy, chuẩn bị đi đó quý ạ. Cái phèo lên luộc lên nhìn đáo. Đó, ha. Thái gia này. Này là phèo thái gia. Chính xác thái gia này. Cái này mua là 270 một ký, mua sống. Hôm bữa em đi ăn cháo lòng có cái quán cháo lòng nó bán phèo thái gia này mà mắc lắm. Mà khách đông lắm. Thái gia đắt rồi, đâu ăn được rồi. Khách đông lắm. Nồi phèo quý thấy nhìn hấp dẫn không? Cái này người bạn quen làm với lựa được cho đó chứ. Không thể mà lựa mình được. Vô đó là nhiều người lắm chứ đâu phải ít đâu, là những người trước mình làm heo đấy quen là lựa cho tháng rồi cho người ta ít tiền à. Người ta đi làm ăn mà đúng rồi. Mình cho cà phê họ để họ lựa cho mình những ngon này, toàn hai da ngon chứ. Cái này ăn rất giòn, cái này vớt ra được luôn này, này vớt luôn giờ nó giòn đấy. Vớt trước mấy cái trắng này nó hai da đấy. Mình là sắp chín chưa? Chắc 5 phút nữa. Nhưng mà cái này để vớt ra luôn được rồi. À, 5 phút nữa mình vớt ra. Vớt cái rau này, vớt luôn. Vớt rau này là vớt. Vớt hai mẻ, cái này là nó ăn chín luôn. À, còn một mẻ nữa anh. Không. Thế là cái này thì mình phải thêm một tí nữa. Cái này là nó chỉ là phèo non thôi. À, cái đó là phèo non rồi, thêm ít nữa. Nó là nó dai là ăn không được. Ừ. Như thế này là giờ là vớt luôn bây giờ. Dạ, cái đó phải hai da vớt luôn. Đấy quý vị thấy là sáng giờ là kỳ quay cái quy trình mà anh làm lòng. Đấy. Làm lòng, làm rau. Anh luộc từng mẻ mẻ một đấy quý vị. Hai mẻ như cái này là rất giòn. Đây là phèo hai da. Cái này mình luộc. Cái này còn mẻ nào không anh? Không. Là hết rồi đúng không? Còn chỉ có tim, lưỡi, tai, cũng họng, gan. Dạ. Là luộc một mẻ riêng. Mẻ riêng nữa. Cái này là một mẻ của nó. Thơm quá quý vị ơi. Đúng là cái gì đồ nóng là nó ngon. Đồ nóng, đồ tươi ăn nó ngon. Mấy loại này rất dày ngon. Cái loại này là phải luộc thêm tí nữa. Thêm một tí nữa cho nó. Hai cái nó hơi khác màu nhau thôi nhỉ. Vì là cái hai da thì lúc nào nó trắng nó ngon. À, hai da nó trắng hơn. Trắng là dày ăn nó ngon. Dày hơn, dày bản hơn. Còn mấy cái phèo này nó gọi như người ta gọi là phèo sữa, phèo bột. Trong là cái bột. Phèo sữa. Phèo ngọt ấy. Anh đem ra anh nhà. Cái này phải ngâm không anh? Có chứ, cái này cả ngay phải ngâm. Nó chanh muối.
đúng phèo mình luộc nguyên chất là nó lúc nào nó hơi xâm xâm một tí. Yeah. Còn như nhiều người ta luộc là luộc kiểu đó ăn đất, có nói là đau bụng chết ngay, người ta cho phèn chua rồi nó trắng tinh. À, nó nên là người ta rửa trắng tinh là rửa bằng phèn đó. Đúng rồi, không nên làm ăn cái đó này. Yeah. Nhiều người cứ ra cái bảo là sao cái phèo nó đen đen vậy, người ta chất là luộc bò ngò. Dạ. Nhìn nó không được đậm màu thôi nhưng mà cái này bên cứ ra mà ăn cái phèo nó trắng trắng là mệt lắm đấy. Em thấy anh làm kỳ công quá. À, chắc 5 phút nữa. Ừ, 5 phút nữa chị. Đấy, cái này anh đã làm sạch sẽ khi sáng rồi quý vị. Đêm thì sáng. Bỏ tươi luôn. Này là còn có tai này, lưỡi này. Rồi cuốn họng này. Tim gan trên đây. Tim gan ngoài này. Bỏ tiếng này. Cái này là được 2 mẻ nhỉ? 2 mẻ nữa. Nên mấy cái mẻ này nó nhanh chín. Dạ. Mấy cái thịt thì nhanh chín hơn. Tai này nó phải đúng có cái này là cái chữ của nó là mới được ra đấy. Cái kiểm này dịch là kiểm dịch. Không kiểm dịch là nó bắt phết luôn. Dạ. Bên này là tim với lại là gan bên này. Nó trong cái sáng rửa hết rồi thì mình dạ. Cho nó sơ lại một tí thôi. Rưỡi này đắt, rưỡi rất ngọt. Rưỡi này bao nhiêu ký ạ? Rưỡi này là 170. 170 ký. Cuốn họng cũng vậy, cuốn họng này là 150. À. Làm tắt họng này em rất là thích này, ăn nó sần sật. Được, ngon. Làm lâu lắm, tẻ nó mỡ mà từ yeah. Lọc hết rồi. Lọc ra. Ồ, chín rồi quý vị, thơm quá. Mình vớt ra. Cái này là cho một phèo bột. Phèo bột, cái này là phèo bột. Cái này nó không có mỡ nhiều đâu. Tể hết đi được mà, dạ. Cắt hết mấy cái phải mỡ vào hết ra rồi. Mình ăn không bị nhán đâu. Thì bữa nay mấy bạn cứ bảo sao bán đắt nhỉ, thật sự làm ra biết không thể lời được bao nhiêu đâu. Kỳ công quá nhỉ. Kỳ công với lại nó hao hụt đi nhiều lắm. Dạ. Mà mình ra mới anh hôm qua thấy anh ra là bán khoảng cỡ 30 phút là tiếng là hết ha. Tiếng rưỡi. Cả đó để được. Mà thái không kịp. Dạ. Thái không kịp. Cái chiều này sao nữa. Chiều này em nghĩ là đợi ở ngoài đó rồi. Lát nữa em đi với anh ở đó luôn, đi bán luôn. Giờ đi xem anh làm xong rồi đi bán với anh luôn. Đấy, anh cho vào đó anh ngâm ấy. Thơm quá quý ạ. Cái mùi lòng nóng bốc lên á. Cho cái tai vào luộc cái vết con dao nó anh luộc chắc anh đếm mẻ chắc cũng phải 7-8 mẻ nhỉ. Nhiều đấy, nếu mà tính như này cái này là 4 mẻ. 6 mẻ, 7 mẻ, 7 mẻ. Ừ, nó nhiều. Luộc 7 lần nhá quý vị. Chứ không phải là đơn giản đâu, mà làm lần nó xong liền đâu quý vị. Kỳ công đó. Mình cứ thấy là cái mệt lòng nó đẹp, ra ngoài bán thấy cái mệt lòng nó đẹp. Phải trải qua bao nhiêu công đoạn đó. Như một nồi đầy mà đang chưa hết, đang còn bẻ tim nữa, tim gan nữa. Ngay thì mình cứ chín rồi mình vớt đồ từ từ, vớt cái gì để bỏ kia vào. Dạ, vớt ra là bỏ mẻ mới vô. Thì những cái tai hay là cái cuống họng rất nhanh chín. Dạ. Mẻ 2 đây. Mẻ 2 là những cái mà nó khúc trên đúng không anh? Trên. Cạnh. Cái này là khâu đuôi. Còn cái này là khúc trên, khâu đuôi.
mảnh nó nhỏ hơn. Này là nhanh chín hơn cái ông này. Ở bên trong là gồm có cái thịt mỡ chài và rau thì có bao nhiêu loại rau anh nhỉ? 5-6 loại. Lá mơ rồi lá xương sông, cái lá xương sông mơ có xương sông, cái lá xương sông đó là nó thơm lắm. Thơm nhất là nó hành, đậu xanh. Nhưng mà mới đúng cái mỡ chài nó là ngon. Mỡ bụng nó rất ngấy. Mỡ chài nó béo nhưng nó béo có độ nó không ngấy. Mình đang chuẩn bị từ sáng mà tới đến lúc đi bán là nói chung là không được nghỉ luôn đó. Có, gọi là nghỉ từ lúc đi ăn sáng, đói quá nào. Nghỉ lúc đi ăn sáng thôi. Thì 2 giờ sáng xong rồi chuẩn bị làm sạch sẽ này kia xong rồi đi ăn sáng. Còn làm đây xong thì đói quá, cắt đại mấy miếng ăn cho đỡ đói rồi đi. Xong rồi về luộc. Luộc xong rồi cắt đại mấy miếng ăn rồi xong rồi đi bán. Đấy, cũng hết ngày luôn đấy. Sau rồi chụp cho đi luôn. Đây là anh vớt mẻ thứ hai rồi heo. Quá là nóng luôn. Cái gì này dài nhỏ nhỏ. Nó là phỏng là tích lớp nhiều nước này, nước cái này khô lại việc cái tiết cái sốt mặc thường quá đứng. Cho vào nước, cho nước cho nó cứng lại, săn lại, săn lại nặng. Xô này luôn, đầy luôn. Gan như này rất mềm mà béo, gan này gan đúng con bột của nó, gan nó vàng, gan nó vàng ươm. Ăn buộc nên ăn béo lắm. Này khoảng bao nhiêu ký đấy? Cái này khoảng 7-8 ký đấy. Đây thể mình đây là cuốn bong bóng. Cuốn bong bóng. Mỗi con được một cái. Hiếm á anh. Hiếm. Cái này là mấy ông nhậu là rác luôn đấy. Nước ngon, nước ngon lắm. Này rửa sạch rồi. Nó là sáng rửa hết rồi. Bỏ vào luộc. Cái này rửa bằng nước muối hết, không là nó canh liền. Rửa hết buổi sáng. Nước nó vàng ươm, nước vàng. Tin nó cháo là nó tin này thì nó mới ngọt, tin gan thì thơm. Dạ. Cái này là nó chín rồi. Là da đầu. Cái mũi heo. Mũi heo.
hơi đầy, nó đâu sôi. Đây, sau khi ngâm với lại nước nước sôi để nguội với lại chanh với lại muối xong thì anh vớt ra này để chuẩn bị đem đi ra ngoài bán này. Ở trên là nó ngâm xuống nước là nó đem đi. Dạ. Chứ phải dưới thì nó trắng. Để bên trên là nó bị gió nó là nó bị. À. Cái kèo này là hai da. Hai da, phải hai da, mình trắng trắng là hai da đấy. Trắng dài, dài tinh rồi. Cái đó nó gần cái thằng không gần dưa trường này không. À, không phải nó là cùng trong bộ nòng của nó nhưng mà nó có đoạn là nó dày hai da. À, có đoạn nó dày hiếm lắm. Dạ. Hai da thì ra chợ gần như không thấy đâu. Dạ. Được mấy cái này thì nó vào nhà hàng ấy, vào mấy cái quán ngon hết rồi. Ừ, nó đặt hết rồi. Đặt hết. Mình cái này anh cắt chung với lại một tất cả. À, cắt chung luôn à, cho vẫn có hai da cho khách đó. Ví dụ khách mà người ta ăn luôn cái thèo như hai da không là 40.000 một lạng. À. Thì nó vừa đắt vừa hao đấy. Dạ. Còn nó đầy đủ là mỗi thứ tí. Cho nên nếu mà ai mà muốn mà muốn ăn mà đặt hàng trước, gọi điện đặt hàng trước cho anh thì đúng rồi, đặt okay nhiều không? Chứ. À. Người ta đặt rất nhiều. Dạ. Có những đám tiệc người ta đặt mà làm đúng 11 giờ thì làm không kịp. Không kịp luôn. Là tiệc sinh nhật này, tại nhà người ta đặt hoài. Dạ. Vậy là quý vị nào muốn ăn đồ ngon đó, quý vị gọi điện trực tiếp cho anh nhé. Thì sẽ để cái số điện thoại của anh dưới phần mô tả video để anh chuẩn bị. Đó. Là ai mà làm đám làm đình gì làm đám gì đấy thì sinh bằng nhật anh nhật thì đấy, giờ anh cho vào cái thùng này thì đem ra ngoài. Nãy giờ là mới được có ba loại đấy. Rồi nó là 4, tim gan nó là 6. Giờ là bắt đầu chín rồi đấy. Này là chín một con số thôi, nhưng cũng hạt đồ này chín hết, còn cái lưỡi thì còn lúc nữa. Lưỡi thì còn lúc nữa. Vớt mấy cái này ra là chín. Cái này chín vớt trước. Nãy giờ là anh nấu hơi bị vất vả rồi, máy nồi luôn. Liên tục luôn nha quý vị. Từ sáng mà tới lúc đi bán luôn ấy. Cái họng này là chín này. Vì cái thụt thịt này nó vẫn đang chín, để nâu nó khô này. Dạ. Đây là cũng họng. Tai, cũng họng, tai này. Lưỡi chưa chín. Lưỡi heo. Cái mũi heo. Học tai mũi. Rất cái là công cốc luôn. Sáng bây giờ cực nhọc. Thường quá. Đứng ở đây mà em gọi là nuốt nước miếng ở ngực rồi đấy nha. Chiều phải mua ít về nhà ăn. Tài. Không thể quên đoạn phải. À, vẫn còn một đoạn phèo nhỏ. Cho vào ngâm luôn. À, cái này không ngâm đúng không? Cái này thịt không phải ngâm. Thường quá quý ạ. À. Cho trực tiếp vào trong bịch để lát ra bán luôn.
Đây bây giờ là khoảng 1:30 này, khoảng tiếng nữa là xong hết, là anh bán lúc 3:30 nhé. Bên này chưa sôi, em cho qua cái bên sôi kia cho nó nhanh chín. Tim hơi khó gắp. Tim có cái đầu nhọn rồi đấy. Chọc rồi. Chọc khá là ra. Vừa khó nhất là cái gan, cần đúng vừa đủ của nó. Cái gan nếu mà lục kỹ quá thì bao là nó khô, ăn khô. Không ra cái gì cả. Còn cái này thì đơn giản thôi. Này nó cứ vớt dần dần ra là được. Dưới là còn nhiều. Nhiều lắm. Phải nó lâu sôi, nhiều lâu sôi. Cái bếp ga bên này nó hơi nhỏ được một chút. Cái này đúng là mình phải làm cái bếp bếp lớn, bếp chiên công nghiệp. Chỗ nó chặt quá không để đâu được. Đây là mình đang có đang làm bếp thường ra, mình nấu cơm. Mình nấu cũng số lượng lớn rồi. Đây quý ơi, đây là tiết luộc nhá. Nó đông lại ha. Đông à, rồi anh bỏ vô trong cái nồi này. Anh cắt ra nhìn này. Này tiết nóng luôn nha quý vị. Bỏ vào luộc luôn. Dạ. Yeah. Wow. Quá trời đẹp luôn. Đấy, thử miếng mới một cái nó đông rồi nên là cầm nó không bị bể anh ha. Em cũng phải nhẹ tay, nhẹ nó bể. Mình luộc này mình bán, cái này là bán tiết ha, cái này là cho à, cái này là cho tặng ai, mỗi người mua miếng này cho người ta miếng, mỗi người cho miếng nó rất thích ăn, không luộc đủ. Cái này nó mềm, không cứng như vậy chợ. Tươi hết nóng này là nó luộc nên nó rất mềm. Cháo một loại một để cho tặng cho khách. Mình cái này là những nấu cháo này. Đổ trực tiếp vào cháo dính nhất cho mình không có đảo là nó bị dính cái nồi á, nó bị cháy á, cháy đảo nhẹ nhàng nó mạnh nó bể ra. Cái này chín
Đây có vết lưỡi à. Lưỡi. Cái này chắc khoảng 3 lạng nhỉ? 5 lạng, 5 6 lạng. À to ha. To mà. Mình gộp cái vậy cho nó nặng nhá. Dạ. Lưỡi này thịt không à? Không, lưỡi nó còn là thịt. Thịt không. Mình lấy cái vàng mà sáng mà cạo xả tết nữa đi mà trà muối trong này. Em thấy nhiều chỗ không trà đâu nha. Ờ con đó không nổi đâu, hôi chết. Hôm qua lên một cái cô nào rồi trời. Cái đó mà quay lên làm gì rồi? Rồi em thấy nhiều người ta không có cà cái đó luôn á. Đó là nó là cái màng lưỡi nó hôi nhất. Cái màng nó không cạo đi sau này ăn em được. Em thấy nhiều chỗ không cạo luôn. Bữa em cũng quay trên cái có anh đang quay cái nó mạng đó. Ừ. Đó quay cái đó ống dở hơi sao quay đặt cái đó là nó hôi nhất đấy. Yeah. Nó nhớt. Ừ. Mình phải trà cạo đó thì mình trà sơ muối đi rồi mới trắng cái lưỡi đấy. Chứ để cái đó ăn ai ăn được cái đó. Tại vì ngày xưa em ở quê đó. Khi mà bố em mua về làm rất là sạch, cạo sạch sẽ. Đúng như rồi, này đúng nước sôi là phải cạo sôi, cạo sạch sẽ. Nhưng mà em thấy nhiều chỗ trong này để nguyên luôn. Không, để vậy ăn chết luôn, hôi. Rồi. Lại bỏ bọc thôi, xin lỗi. Này mình để đó, mình bỏ vào luôn. Bọc này nhỏ quá. Nó vừa. Vừa, thỏa má. Không là sớm 10 kg. Gan chưa chín. Gan này nó khó. Nó phải ra cái nước nó vàng nhạt hồng hồng này chín. Là nó vừa tới. Là một chút nữa chín. Chín nó chín. Luôn là cái này mình hấp lên đó thì này nó đang chín. Cái này nó đỏ xíu. Yeah. Nước sôi rất là chín. Nó giòn. Nãy anh nói là gọi là cái gì ta? Cuốn bong bóng. Cuốn bong bóng. À, cuốn bong bóng. Con quả ra. Bóng là chín rồi. Anh lấy bỏ vào chắc cỡ khoảng 5 phút chín. Được, còn nóng. À, thơm. Chà chà. Bỏ túi luôn ha, túi luôn. Cái này nó nhỏ bỏ yên thôi. Ừ. Nó đỡ nhầm với cái khác. Ra đổ hết lên trên thôi. Đây là vớt mấy miếng gan đấy. Là chín rồi anh. Chết cảm sót lưỡi. Nhiều nữa biết bao nhiêu cái không nhớ. À. Sót này mình luộc quá thì nó sẽ nó khô lại. Khô lại không ngon. Mình dưới là còn lưỡi đấy. Đấy. Mới vào tim là nốt nữa là chín. Cái gan này mà luộc mà nó bây giờ mình để mà nhú lên trên là nó bị đen đúng không? Đúng rồi, cứ nhú lên là nó đen. Chung làm cái mẹt mà lòng mà bán rồi. Rất phức tạp. Phức tạp, phì công. Từ khuya mà tới sáng tới chiều tối luôn. Tên cái tai nó. Tai lục quá rồi hả? Quá đâu rồi, nhừ luôn rồi. Nhừ luôn rồi. Tí nó cho nó cháo luôn. Tháng tí phải đổ hết ra. Lấy cái nước của nó, gạn cái nước cho nó trong mẹ này hết. À. Được rồi. Này phải ngâm nước đấy. Ừ, cái này phải ngâm nước. Nước chanh. Đấy, cho vô cái nước chanh muối. Ngâm nước này nó trắng lại.
nên là chắc là nó nổi đây này. Hết gan rồi. Hết gan. Ngâm nó hết cái bọt, nó bám cái bọt nó. Vớt ra luôn rồi. Sắp bên giờ đi rồi. Đây giờ đó bao nhiêu phút này? Gần đi chắc 10 phút. 10 phút là tới à? Gần ha. Đó là cái chợ. Chợ là chợ đường. Ngay mặt tiền đường. Chợ tự phát. Chứ ở trong chợ này lại không có người đi được. Yeah. Thì bán cái chợ là người ta hay đi lại ấy. Lúc đi làm về ta ghé ta mua ít người ta ăn. Yeah. Chợ được phát hay đi làm về qua. Đấy, xong. Thế là một thùng này đầy không? Không, không đầy mà. Thùng này đầy mà cả tạ. Nên là mình có 100 kg. Thùng này lớn lắm. Thùng này lớn. Đây là nồi huyết luộc. Chín hay ha. Mà đậy vung để lại làm chín năm từ từ. Mấy người ta làm huyết chưng, huyết nóng á người ta. Huyết chưng thì khác, nó kỳ công nhất. Kỳ công, huyết chưng thì không. Đây để anh vớt cái rồi nha quý vị ơi. Ngâm là nó vàng rồi. Ngâm là nó săn lại ha. Nó vàng đẹp. Vàng nó đẹp này. Ra ngoài đột bất bếp là hâm lại là nó nóng. Yeah. Nước lại nóng lắm đây. Lát nữa ra anh còn hâm lại anh. Có chứ phải có cái bếp để hấp. Có bếp hấp lại để bán cho khách ăn nóng. Là nó là khó như nước. Dạ. Nước này là nóng lắm mà. Lắm, nước là ăn bình thường. Cái món này là món làm kỳ công nhất, kỳ công mà lâu nhất trong những cái món của anh làm quý vị. Cái này làm phải mất 2 tiếng hả? Tiếng mấy? 2 tiếng luôn, nhặt to là tái rau dưới đầu đấy mà. Thái rau thái rước nữa. Món này khách cũng thích này. Cũng thích nhất này. Nếu mà thiếu món này thì không được. Bóng tim kiếm được luôn. Tim này nấu lâu nhất. Đổ ra cái lá này sẽ để nặc hết mấy cái cắn để cái nước nó trong nấu. Yeah. Cháo thì nó ngon. Cái tim này nóng ha. Bỏ tay nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái. 11 con heo. Cái này người ta bán này. 11 con heo. Cái này phải bỏ luôn vào cột nó sâm lại. Nóng. Nó tim nó đen lại. Yeah. Tí gan. Cột mặt luôn, nóng lắm. Đấy, cho vào thùng. Hôm nay mình trải nghiệm đi bán lòng heo cùng với anh. Trải nghiệm đi bán lòng heo một ngày thế nào. Cùng làm lòng heo, cùng bán lòng heo. Quý vị, giờ là cái công đoạn anh nấu cháo lòng này. Anh đã lọc cái nước ngon nhất. Nấu cháo gạo mới bỏ vào đấy. Cái vàng đặc biệt.
đây là xong nồi cháo á. Bật lên rồi. Bật lên bếp luôn. Này nấu bao lâu là chín nồi cháo anh? 30 phút. 30 phút đúng nhanh ha. Còn gì tới luôn. Chưa à, tới luôn á. Ngâm gạo trước à? Ngâm gạo trước rồi. Ngâm gạo là mình cho một ít dầu ăn vào bảo là nấu nó nhanh bung. Bung hạt gạo vào đẹp. Đây quý vị ơi, đây là cái xe mà anh chở đồ đi ra bán này. Thế cái xe của anh là nó cũng gọi là chinh chiến bao nhiêu, gọi là cái chiến dịch của anh này. Xe này là xe chiến này. Đây là huyết anh vừa mới đưa lên này, đang nóng hổi luôn này. Đây chuẩn bị anh ta đưa đi này quý vị. Rau này. Đấy, rau thì hai bịch luôn. Chuẩn bị đưa đi bán. Wow, nặng nha. À, nặng lắm. Nó khoảng bao nhiêu ký anh? Này chắc cũng khoảng 5-60 ký. Đây cho quý vị xem này. Wow. Lòng ngon quá. Đấy. Đây có hành tây với lại đào hành. Dao. Rồi mình sẽ cùng anh đi bán lòng nhá. Quý vị nào muốn ăn thì hãy gọi điện đặt trước nhá. Đây cái mẹt, đây cái mẹt thần thánh đây. Ra cái là người ta gọi là vây quanh cái mẹt này. Thấy cái xe của anh không? Đây là cái địa điểm này là nhà anh thuê nhá. Anh thuê nhà ở đây. Anh bán lòng. Đây là cái thớt. Đấy. Mấy giờ bắt đầu xuất phát anh? Chắc 3 giờ thiếu vậy. 3 giờ thiếu là xuất phát rồi. À. 15 phút nữa là anh xuất phát rồi nhá. Đồ đạc cũng xong hết rồi, cháo cũng chín rồi. Cái nồi này là cái nồi nồi hấp lòng. Đấy. Hôm nay mình đi qua rất là sớm từ 10 giờ quay cho quý vị xem với những cái công đoạn anh làm lòng, làm dồi. Rồi công đoạn anh gọi là luộc lòng. Rồi đến lượt là anh làm xong rồi chuẩn bị là đưa ra chợ bán. Nói chung là hôm nay là một ngày trải nghiệm cùng với anh đi đi nấu lòng rồi xong nó đi bán, rất là tuyệt vời đấy quý vị ạ. Đấy, đây cái đứa cày để anh đem đi đánh bắn một điếu cho nó gọi là sảng khoái con người. Đấy, thuốc lào. Đấy. Rồi mời quý vị chúng ta hãy cùng ra ngoài chỗ bán của anh nhé. Xem hôm nay khách có đông không nha, và Kiên cũng sẽ mua một ít đem về ăn. Đây quý vị, đây là cái nồi cháo này. Cháo siêu chất lượng luôn. Đến đến thì thế này nó ngọt rồi, cho một xíu miếng bột ngọt thôi. Thì là nó quá nhiều cái tim gan. Cho vậy cho nó có vị, nó đỡ gắt thôi chứ không có gì. Ngọt sẵn là từ các cái xương đầu này kia, tim gan cái đó đây. Cái này là tủy nha quý vị, cái này là tủy heo này, anh cho vào nồi cháo luôn nhé. Đây đường phèn, là nồi cháo nó chất rất là chất lượng. Đấy. Đây là đường phèn, không phải là phèn chua đâu nhá. Đường phèn cho vào cho nó lịu ngọt thanh, cái đường kia cho nó gắt đó. Yeah. Cái nó ngọt mà ngọt nó không có độ ngon của nó. Đây đường phèn xong rồi. Đó, xong rồi. Cái này là mình có cho vào không anh? Có, bây giờ đổ hết vào rồi. Đây là cháo nó nhuyễn hết rồi mình đổ vào. À, nhưng mà cho nhuyễn rồi mình cho vào. Ra chợ mình còn bật bếp nữa mà. Dạ. Cho hết tỉnh rồi. Nhiều đây tỉnh là ngọt. Ngon được đường luôn. Ngọt. Mình bán 15.000 một tô thôi. Tôi cháu biết. Tôi cháu biết là 15.000, tại vì nó có tủy bên trong quý vị. Tủy xương này kia, cháo chất lượng nên mình bán 15.000 một tô. Cái tủy mà người già mà còn ăn được hết rất ngon. Mọi khi cả ký hôm nay nó ít rau quá. Dạ. Được nhiều đây, bạc tám nè. Có tủy vào này rất là ngon. Đây, ngoài tủy ra thì anh còn cho huyết vào nữa quý vị. Đấy. Tiếp rồi thì tiếp cho nó đậm ngọt luôn. Đấy. Lên màu rất đẹp, cháo nó lên màu. Nhờ nó lên màu đẹp. Tủy nó đẹp luôn.
nồi cháo huyết chất lượng ha. Đặc quẹo luôn á. Này nó có gạo nếp mà. Dạ. Là gạo nếp. Anh nấu bằng gạo nếp đúng không? Không, 3 tẻ một nếp. À, 3 tẻ một nếp. Cho miếng cho nó có độ dẻo, độ béo. Thơm quá. Người này bán bèo ra hết. Mấy ngày nào hết đến đây sao? Hôm nay chắc là xếp hàng sẵn rồi đấy. Bây giờ mình cùng đi với anh qua cái chỗ bán nha quý vị ơi. Sáng giờ anh em hì hục chuẩn bị giờ đi bán này. Hôm nay mình trải nghiệm một ngày cùng anh chuẩn bị lòng để đi bán. Ngày rất là thú vị quý vị ạ. Anh bảo là từ chỗ nhà đó là ra chỗ bán là khoảng 10 phút. Và đây là cái con đường Bình Lợi nhá. Đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Xe của anh này. Cái chỗ này là mình thuê hả anh? À, chỗ này thuê. Chờ con chút xíu. Bán mẹ cái. Ồ, cô đi từ nhà bè đến đây luôn hả? Dạ bà, cô bán đây là cái bán lòng heo, tên là bán lòng heo này. Trời ơi. Thích con quá rồi hả? Trời ơi, đi từ nhà bè đến đây mua luôn. À, đi tầm giờ nào, cô đi trễ quá thì kẹt xe. À. Kẹt xe. À, tai biến nữa. À, cô bị tai biến cô, mà cô đi từ nhà bè lên đây mua lòng heo luôn quý vị. Hôm đó mà hả, chiều có lâu kẹt xe khủng khiếp luôn rồi. Dạ. Rồi sao có gì không? À. Hôm đông giờ có gì không? Cô đi bằng cái gì đến đây? Taxi. Taxi hả? À. Cô đi taxi. À, có thằng Phạm Dũng á, Phạm Dũng quay đi bạn á. Dạ. À. Không. Đây anh đang lấy chuẩn bị đồ rồi. Đó, thế là lấy ngay cái bọc xuống ra. Để lòng heo đấy ngon quá. Bài ra đi đi mua về ăn. Cô chú đi lúc mấy giờ? 2 giờ mấy mà lại đi rồi đó. 2 giờ con ạ. 12 giờ. Không, 2 giờ. 2 giờ, 2 giờ, 2 giờ, 2 giờ bắt đầu là đi từ bên nhà bè vào đây. Có một tiền nó cho mình về mình bán không? Không cho mình thuê đâu. À.
cái mày về mày bán không ở nhà bè. Em có về nhà bè bán đâu, chợ bán được quen rồi. Mà nước lôi để sẵn nữa. À. Cô bảo là cô có mặt tiền cho anh về nhà bè bán miễn phí luôn. Dạ có vợ con chở cho vợ em chở cháu sau ạ. Bán là mấy giờ nghỉ? Hết giờ đang nghỉ đấy. À, 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 hết giờ đang con đi mua lòng heo. Cứ mua xe đi. À, đi mua lòng heo luôn hả? Dạ. Cháo lòng má heo. Đây chào bạn, cháo lòng má heo. Bán buổi chiều. À, hôm nay vào nhập mà hàng hết lắm nhá. Hôm nay cô chú mở hàng luôn đấy. Con. Ở bà già, bà già. Dạ, đây là con của anh hai. Dạ. Để có chút xíu ạ, à, nó dọn đồ. Ở cây đi, được rồi. Nó đi, nó vội vô rồi. Thế một kia, má thấy con này cái mệt cơ mà. Có mệt, có mệt đây. Đây là to bự ra, chưa đổi ra, chưa đổi ra. Con đang ra sau ạ. Nhà cô mặt tiền luôn hả? Làm to lắm. À, 600 mét vuông ở nhà bè. Cô cho anh về ở bán miễn phí kìa. Đường em đã có rồi, gần nhà bè luôn, xe taxi vào luôn. Đường 7 mét. Xe tải vào luôn. Ê, mua cá hả? Ê, chào, anh kia chào lên. Cái chú này chú taxi chở chở cô với lại anh này đi này. Dạ không có bỏ lên đây ạ. Quê ở đâu? Quê Nam Định à? Dạ vâng, Nam Định ạ. Con trai bác giỏi lắm. Dạ. Con trai bác giỏi lắm mà cô. Con trai bác người Huế phải không? Con trai bác chịu khó lắm. Trai bác chịu khó giỏi. Họ là người Huế hả? Dạ vâng. Tội nghiệp lắm. Ở đây là con chưa tạm hết mà. Mà cái con nó quay. Đó giờ mày nó đó là hàng thử nó lấy đầu xe cho đủ đi. Rồi chú em nguyên cái đó đi mua luôn hả? Sách nguyên cái giỏ đi mua luôn hả? Con cháu đông lắm. Dạ, vậy cô mua bao nhiêu ký cô? Mua không thì cũng mua vào khoảng vài trăm. Vài trăm, dạ. Vài trăm hàng rồi. Mua là bao nhiêu? Đây anh bán ở ngay cái số 125 tẹt 50 này, đường Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh. Đó là địa chỉ nha quý vị. Dạ có khỏa sát luôn bác nhá. Ừ. Bác về bác sát ạ. Ờ sát sẽ cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Cắt luôn ạ. À. Cắt luôn thì về tới nhà nó nguội, về bác sát lại nó nóng nó ngon. Ờ. Ờ khúc đi về cắt nhà mình hấp hết ra. Rồi rồi. Đâu con cứ để cái đuôi dài cho mẹ nhé. Ờ. Nó chưa đâu. Con đi, đây có khách chờ đứng đợi rồi quý vị. Có cái gì có bác? À. Thì tao đứng lên đi Dũng. Được rồi. Có xe ba. Dạ chợ chị chở nồi cháo rồi. Cháo người ta nóng nè.
Mới vừa nấu xong á cô ạ. À. Mới vừa nấu xong á. Cái con nó mua không? Có chứ. Rồi lấy hai cái luôn, hai cái luôn. Tiếp tục. Rồi ra tiếp. Rồi. Cắm ra sữa. Ủa, cái này đủ hết nhiêu ký hả? Một cái lưỡi luôn à. Nguyên một cái lưỡi luôn. Tôm vô chưa? Để một cái lưỡi. Rồi chưa mới ra dài biết ăn. Rồi chưa ra dài. Ra dài mới tim mới ăn. Tim ra luôn. Cái đồ trường vâng. Rồi, vậy đó, cắt ra. Rồi, vậy đó, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Tim nữa. Tim nữa. Tim ngang luôn, tim ngang luôn. Cái này, cái lưỡi. Rồi, 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 đủ rồi, đúng rồi. Miếng gan nữa là đủ rồi. Ra nữa. Đỉnh bột luôn. Cay rồi. Không, không, lấy gan nữa được rồi. Có lấy trà dày không? Ờ, có hả? Có trà dày nữa. Có trà dày luôn. Rồi nữa. Dạ. Lấy cái mẹ tép cuốn rồi này. Cuốn này đó phải không? Rồi rồi đó. Rồi rồi luôn. Rồi luôn. Cho giờ rồi đủ rồi. Ok rồi, rồi. Rồi. Tiếp ngang rồi, ra đây. Cho mẹ một cái tua, một cái cháo 50.000 với cái 30.000. Hai cái. Rồi hai bịch cháo nữa xong. Cái mẹ hai cái 50.000. Có thêm lớp bao nữa. Có thêm lớp bao. Có bao. Đầy đủ nhiêu vậy? Nhiêu ký ạ? À, lấy cho một ký đầy đủ luôn. Đây cô mua dưới nhà mẹ lên rồi cô mua một một bịch này quý vị, đầy đủ hết. Tim rồi rồi rồi. Tim rồi bao tử là phèo rồi trường. Rồi lấy cháo. 50.000 tiền cháo ha, đóng hai bịch. Rồi lấy rau sau rau thơm nữa với cháo nữa là xong không, rồi. Không, 50 mà cái bịch 50 mà cái 30 cái bịch. À cháo cái bây giờ 30 cái bịch 20. Dạ cái này chờ con bỏ tí ra. Là một cái 30 một cái 50. 30 cái 20 là 50. 50. Cái 30 cái 20. Cái đấy lấy chung lại 4 tô. Lấy cho luôn. Con cái mẹ rau húng nha. Dạ rồi. Có. Lấy chung lại 4 tô thôi. Bỏ đồ cháo đi. Bỏ đồ cháo ra đi, bỏ ra, bỏ đồ cháo ra. Này khách quá là đông luôn quý vị. Đúng rồi. Bữa nay là có mấy người đúng rồi. Hỏi bật ra để múc về được rồi, múc về nhà hâm luôn để nóng quá. Không phải nó bật ra ở phía dưới rồi. Không máy heo. Lấy cái máy heo. Có máy heo, rồi lấy thêm miếng máy heo luôn. Rồi cái video video là đen cho xuống dưới rồi lên. Rồi, đó hả? Rồi. Cái đó về đệm trên. Rồi, để đệm trên. Cháo ở dưới hả? Để trên. Anh đang hâm nồi cháo. Cháo ở nhà có thằng nóng nha. Đang thay tô cháo nhé. Xong chưa, tan chưa? Dạ chưa. Chưa. Cứ làm hoặc là hai tô cháo ở đây luôn. Là em trai này đứng đúng rồi, không? Đúng rồi. Đấy, cụ đi taxi dưới nhà bè lên đây cụ mua lòng heo, mua mấy ký luôn. Gần 1 triệu thịt lòng heo 800 mấy. Đây rất là đông các cô chú anh chị mua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháo luôn mà đừng ngồi để giá riêng nha luôn. Còn 330 nhé. Đây, nồi cháo mới ra này. Đây là tủy nè. Tủy nha. Tủy sống á. Dạ. Có biết không bên chú bán hàng kia à? Không, có tô với đàng hoàng nha quý vị. Mua về là có tô đàng hoàng. Tô này 2.500 một cái, mua chất lượng thôi chứ không phải là cái tô mà bà ba cái tô độc hại mà cái nên ngàn mà nó còn một gì đâu. Dạ. Tháng này mở cái bự ra bán nha. Nhỏ quá chứ. Bán cho năm mà bán cái chỗ nhỏ quá. Bà chủ nào không xài đúng không? Hả? Còn bao nhiêu? Cà trầm không nát. Rồi phèo bao tử rưỡi, cũng bấm bấm 1 kg rưỡi rồi xong. Rồi phèo. Cắt trăm ngàn rồi phèo. Phèo. Rồi phèo. Bao tử lưỡi con khổ bấm bấm trời, tử lưỡi. Hết. Khỏi cắt cho nè, bỏ thứ gì á. Cắt gì đâu. Rồi. Phèo. Phèo bao ngon luôn. Ờ phèo bao tử lưỡi. Rồi. 330 thôi, 170 anh ơi. Cho nó nè chứ giờ nhà mình cắt. Bao tử lưỡi với là cái khổ cuốn họng rồi. Ra ăn gì không chú? Không. Cũng hỏng rồi. Ừ, cũng hỏng nữa. Bỏ bong bóng nó ừ. Ký rưỡi đi. Làm miếng rồi. Chậu đất này. Cho dò đi, cho dò vô đi vậy, cho dò vô, nhiều dò nhiều vô. Rồi. Ký rưỡi đủ chưa? Dạ. Đang có tắt ra. Cháu dồi đi, dồi với phèo thôi, được rồi, rồi. Hai thứ dồi phèo nữa đó, được rồi. Quá trời luôn. Đại nó được rồi, dồi với phèo nữa được rồi. Rồi, tích đi, rồi cháu miếng rau được rồi. Không cháu gì luôn, được. Không gì hết, cháu lẻ. Lấy dồi với phèo đi, về về. Đông quá, về nhà mình cắt. Được mà mong tôm chú. Không, khỏi luôn. Khó rồi. Rồi, cho rau vô thôi. Khỏi cắt, về cắt. Rau nhiều vô một chút mà. Đầy đủ đang mua từ từ đông quá nha được rồi thôi tiền lấy phèo về chơi đi hỏi thắt luôn hả thắt luôn thắt luôn lấy cho em đầy đủ nhá, lấy 150 nhá. Không là dặn trước thì không tin hết. 15.000 là chị em 20 đi. Dặn trước cái lát anh bán là hết là về. Sáng cái giờ là ba tô thì tô này là 4 tô đó. Đây ba tô cháo nha. Ba tô. Đây ba tô cháo mà bỏ đi. Giá riêng. Đấy, quý vị thấy là cả ngày anh chuẩn bị rồi đem ra đây bán không lúc nào nghỉ luôn đó. Mà được cái khách đông thì cũng rất là vui nha quý vị. Nhớ cắt phèo ngon ngon này. Dạ vâng. Ồ huyết này không lấy xuống anh. Hai em lấy rồi cái. Phần này của ai nữa? Còn thầy chú của anh là 1 ký. 213 tô cháo, 3 tô cháo. 3 tô cháo của anh hả? Ừ, của anh 3 tô cháo. Còn đâu nữa, còn cháo. Kiếm theo ngon ngon. Dạ vâng. Theo nào ngon hết.
dày đúng không? Để cho em lấy cái phèo hành ra nha. Đã có đây rồi. Hả? Đây rồi. Dạ chị đây. Ký, hạt nữa ký. Hết cháo rồi nhỉ? Nó đặt nhanh lắm mà, nó không theo nó dùng để hồi thêm chứ nó vậy nó đặt quá rồi tí nữa sau cùng nó đặt luôn, đặt đôi luôn, nó nếp nó mau đỡ. Xong chưa, tới em chưa? Dạ rồi, để chị lấy rồi. Mỗi hộp nửa ký. Dạ. Không lấy lỗ mũi. Dạ rồi, anh bỏ trước ký cho anh thì xong rồi. Đầu dưới nó giòn đấy chị. Đầu dưới giòn đấy là ngon. Đây của ai ha? Ba con cháu đây ạ. À, bốn cháu của chú là 245, bây giờ em nên lấy rau. Làm cho em trước đi anh. Có. 245 thôi, 255 thì mua sang đâu mà cũng lấy rau chứ. 255 nè.
giờ Kiên sẽ mua mang về nhé quý vị ơi. Mình mua không là lát nữa là không còn đâu. À, cái đó gì? Cái này là đồng luôn. Ăn nạc nha. Ở cũng tin đấy. Năm nay 230 cái. Ít, 230. Rồi lấy nữa. Nghe con trường có thể hai ra thôi, rất là đắt. Cái nó cộng cháo chưa? Chưa. Cái này là hơn 5 lạng dưới đấy, phải 5 lạng. Lấy tô cháo quý là đựng bỏ giá, bỏ giá riêng. Mấy cháo vậy rồi. Lấy nửa ký đi. Cho cái này. Chỉ cho cục quý thôi. Lấy cho em đi. Cứ đây đây tính cái này là. Cho hai tô cháo, thôi một tô cháo. Một hay hai anh? Dây này, hỏng gì đấy, hỏng. Cái này, này. Giá bao nhiêu nha? Giá đâu? Cái gì đấy, cho cái gì? Mũi. À, mũi này. Với tô cháo, cho tô cháo rồi đi về luôn. Thôi em cũng nấu tí. Dạ. Không lấy gan nha, không lấy gan. Sao không? Không, cho tim này, tim này. Tim này. Tay đi. Tay. Tim. Cho tim vào. Sáu lạng luôn đó. Rồi, sáu lạng. Sáu lạng. Sáu lạng cho rau nhất của con cá. Lắm nhất cho đủ. Bên này quái đây. Này quái nhà. Này là 300 bụi không? Này. Cháo không cháo. Rau. Cái này một có cháo không cháo. 150 đủ thứ đi. Với còn được chín rau, cái ba lạng này, ba lạng là cắn đây là vậy. Rồi rau rau. Rồi tới em xong có. Cắt cho em đi, em đi, tôi có việc nữa. Lợi lâu lắm rồi. Còn chú ba lạng nhỉ? Ba lạng đập cắn đây, nó dòi dòi gì nhiều. Bán 145. Đây cho rau, cho rau, cho rau với cái này, xong rồi là tính tiền này. Cho rau chú này luôn à? Đúng đấy, không đấy, không đấy, huyết táo nhỉ? Lấy em 50 ngàn, đừng lấy lưỡi, đừng lấy mũi nha. Bán cho 100 ngàn thập cẩm đi. Dạ, vâng ạ. Mai học cháo đi chị. Cháo với 150. Chú này nòng máu ra là bao nhiêu đây? Cẩm này. Nòng 60 máy không bao nhiêu? 30. Rồi, có em nữa ký. Lòng nghe chưa, có chưa? Lòng rồi đó. Ờ quý vị ơi, tại vì khách đông quá nha, mình chưa có mua được nha. À, thôi để cho anh bán cho mọi người đi. Hôm bữa mình hôm sau mình qua mình mua cũng được, tại hôm nay rất là đông nhá. Này đông quá. Sắp hết luôn này nha. Quý vị, chị các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Ở đây địa chỉ là 125/50 đường Bùi Đình Túy, phường 24 quận Bình Thạnh. Quý vị có dịp thì hãy tới đây thưởng thức lòng, một cái gọi là một cái địa chỉ bán lòng mà rất là ngon nhé. Hôm nay thì Kiên đã quay cho quý vị xem cái quy trình anh làm lòng rất là sạch sẽ. Đấy. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.